Đây là đâu vậy? Ông đang ở một nơi rất là an toàn. Ông cứ yên tâm đi. Với lại tụi cháu cũng đâu làm gì ông đâu. Cô định làm gì tôi vậy? Đây là huyết thanh. Khi ông vô đây ông đã bị mất nước. Bây giờ tụi cháu sẽ tiêm cho ông thuốc an thần để ông có thể giữ bình tĩnh hơn. Không 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 không, tôi không thích mấy thứ này. Cô không có quyền chích thuốc tôi. Ông nằm im đi. Ông mà dãy dột kiếm đâm vào người thì sao? Chị rất là ngạc nhiên khi mà mẹ lại chấp nhận bán resort. Thậm chí mẹ còn không chịu bàn và nói là tạm biệt với tụi mình nữa. Chắc là do mẹ giận tụi mình quá đó mà. Ủa mà còn ngoại, tại sao ngoại không nói gì với tụi mình? Chị không biết nữa. Chị có thể cảm nhận vì tụi mình rất là hiểu mẹ, nhưng mà còn hiểu cả ông ngoại hơn nữa. Biết sao giờ. Bây giờ cứ tiếp tục nghe ngóng thôi. Mà mình đừng có nói với mấy anh nha. Còn mấy ổng to tiếng mệt lắm. Kiểu gì họ cũng biết à? Ý em á là bây giờ mình kêu chị Quyên nghe ngóng, chị hiểu không? Để chị Quyên lo vụ này. Bây giờ nếu mà gọi điện thoại sang bển cho ông ngoại thì thế nào ông ngoại cũng không được cầm máy. Lúc nào cũng là lão con và cái bà mị gì đó. Tất nhiên rồi, họ phải ngăn cản không cho mình nói chuyện với ngoại. Nếu ông ngoại không gọi điện thoại qua đây á thì mình cũng đâu có biết là có chuyện gì đang xảy ra đâu. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mấy người không có quyền đối xử tôi như vậy! Hả? Thả tôi ra! Tôi không biết tôi đang ở đâu! Nhưng tôi cần nói chuyện với gia đình tôi! Thả tôi ra! Thả ra! Trời ơi, thả ra nữa hả? Tụi con đừng có la hét mà! La hét thì ông mời thơm với anh! Tao còn ưa mày! Tao còn thích mày mà thả tao ra! Thả tao ra cho tao về nhà tao! Chuyện gì vậy? Có cần gọi bác sĩ chợt không? Không cần đâu, đừng có làm phiền ổng. Lấy thêm liều thuốc an thần lại đây, liều mạnh nhất. Ông này không có được sử dụng liều bình thường được. Dạ. Thả tao ra. Tụi mày không bắt tao ngủ hoài được. Tao không muốn dùng thuốc an thần nữa. Trời đất ơi, thả tao ra, tao cần một cái điện thoại. Tao muốn gọi điện cho các cháu của tao. Thả tao ra. Thả tao ra. Sao vậy? Em ngủ không được hả? Em thấy khó ngủ quá. Biết vậy hồi nãy anh cho em đi chơi với mọi người. Có lẽ về sẽ dễ ngủ hơn. Em không thích đi đâu mà không có anh. Cái gì kỳ vậy? Thì không có anh em vẫn đi được mà. Đâu cần thiết phải có anh đâu. Tại vì anh không có thích vô mấy cái chỗ đó. Em không sao đâu, anh đừng lo. Nè, có phải là cho em biết tình hình của ngoại và mẹ thì em sẽ dễ ngủ hơn đúng không? Anh phải làm sao để loại bỏ những ý nghĩ xấu đó trong đầu của em đây. Bà đi đâu đấy? Tôi muốn gặp ba tôi. Tôi muốn biết tình trạng của ba tôi như thế nào. Tốt hơn hết là bà nên về phòng bà đi. Không, tôi muốn gặp ba tôi thật mà. Tôi xin các người cho tôi gặp ba tôi đi. Bà sẽ có thời gian gặp ông già. Nhưng mà giờ này bà ra đường á thì bà sẽ bị cảm đó. Đừng bướng bỉnh nữa. Tôi muốn gặp ba tôi mà. Tôi xin các người. Tôi muốn gặp ba tôi mà. Đi vô. Ông cảm thấy thế nào rồi? Tôi thấy chóng mặt. Tôi thấy người rất mệt. Họ cho tôi uống thuốc an thần suốt. Mà đây là ở đâu vậy? Dạ, đây là trung tâm y tế. Trung tâm y tế? Dạ. Tại sao tôi nghe có tiếng la hét? Có những âm thanh nó kỳ cục lắm. Cậu nói thiệt đi, đây có phải là bệnh viện tâm thần không? Dạ,
đây là trung tâm đặc biệt để điều trị bệnh thần kinh. Thì nói mẹ nó là bệnh viện tâm thần đi. Không, tôi không muốn ở đây. Tôi muốn về nhà. Cậu giúp tôi về nhà đi nha. Ông bình tĩnh đi, tôi sẽ giúp ông. Ông hãy tin tôi thì tất cả những chuyện xấu không xảy ra với ông. Nhưng mà ai đưa tôi vô đây vậy? Có phải cái người đã tên Phát không? Ông với anh ta có quan hệ như thế nào? Nó lừa con gái tôi. Nó muốn chiếm tài sản của con Lan đi mà. Vậy ông chính là cha của bà Lan? Cái xe lăn, cái xe lăn của tôi đâu vậy? Tôi cần chiếc xe lăn của tôi. Hả? Ông đang nói gì tôi không hiểu. Về cho cậu về hiểu nè. Cậu cho tôi mượn điện thoại của cậu đi. Tôi cần một cuộc điện thoại. Tôi sẽ gọi người thân tôi tới đây đón tôi ha. Cậu cho tôi mượn điện thoại đi, cậu làm ơn. Không, 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 ông bình tĩnh đi. Tôi sẽ cố gắng giúp ông. Hãy tin tôi. Nhưng tất cả còn phải tùy thuộc vào ông nữa. Vậy bây giờ tôi phải làm gì vậy? Trước hết, ông không được la hét, cũng không được đòi hỏi bất cứ điều gì. Ông phải thật bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng giúp ông. Nếu như mà ông còn la hét thì người ta có thể sẽ đưa ông đi bệnh viện tâm thần thật đó. Rồi sau đó thì sao? Bây giờ thì ông chỉ tin tôi mà thôi. Ông không được nói chuyện với bất cứ ai, cũng không được tin ai. Chỉ tin một mình tôi. Ông hiểu chứ? Đây là con số chính xác chứ? Rất thật. Dù chúng ta bán được khu biệt thự này có rẻ đi chăng nữa thì đó cũng là cả một gia tài rồi. Nhưng mà ai sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua nó, trong khi giá bất động sản đang bị hạ như vậy? Về cơ bản thì nó đã được bán rồi. Người mua đang rất hào hứng với nó đấy. Ông Kha hả? Ừ. Anh ta có hứng thú với nó ngay từ khi đặt vấn đề mua bán. Và anh đã bàn bạc xong. Bây giờ chỉ giao kèo nó thôi. Vấn đề quan trọng là bắt bà Lan phải ký vào giấy tờ bán. Em giúp anh chứ? Em sẽ giúp anh. Nhưng anh sẽ chia phần cho em chứ? Em cần một số tiền lớn để rời khỏi đây sau khi xong việc. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Các người đừng không làm vậy với tôi! Buông tôi ra! Buông ra! Tránh ra! Xin lỗi, tôi không thể. Các người dám đối xử với tôi như vậy hả? Bà làm cái gì vậy bà Lan? Sao bà không bình tĩnh được hả? Bà la hét như vậy có lợi gì cho bà? Bà làm cho tôi bực mình rồi đó. Tôi muốn gặp ba tôi. Tôi muốn nói chuyện với ba tôi. Sao đột nhiên bà thương ba của mình như vậy? Trước đây bà đâu nghe lời ông ta, bây giờ cứ đòi gặp suốt như vậy. Tụi tôi phải làm gì với bà đây? Nè, bây giờ tôi dẫn về phòng nha. Đi về phòng đi nha. Bà này đúng là một bà già mạnh mẽ. Bà ta thậm chí còn không ăn thức ăn mà chúng ta đưa vào nữa. Cái bà này ăn cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Thậm chí bây giờ còn không thèm về phòng của mình nữa. Cứ lang thang như vậy. Thôi, đi về phòng với tôi nha. Nha. Không có ngồi đây được đâu. Thôi, hay là cứ để bà ấy ngồi nghỉ ở đây vậy. Ừ. Đi. Nè ông, ông là ai vậy? Ông tới đây lúc nào? Sao tôi chưa bao giờ thấy ông hết trơn vậy? Cái bà ở đây đâu rồi? Tôi nói cho ông biết, bà là bạn của tôi đó. Tôi có thể tới thăm bà bất cứ lúc nào. Nhưng mà sao mấy bữa nay tôi không thấy bà ở đâu hết trơn á? Nè, ông, ông có biết chuyện gì xảy ra với bà không? Ai hả? Ông này, ngồi gì đó mà mất lịch sự. Sao không nói chuyện với tôi? Không biết nói hả? Hay là ai rút lưỡi ông rồi? Nè, ông, ông có nói chuyện với tôi không? Bà Phi, bà đâu rồi? Bà Phi. Hai người chắc chắn việc sắp làm là cần thiết chứ? Chắc chắn chứ. Anh sợ hả? Đâu có,
anh chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn. Với lại anh chưa qua nhà đó bao giờ cả. Nếu như việc chưa chắc chắn á, thì chúng ta sẽ không làm nữa và quay về. Sau đó tôi sẽ tự đi một mình. Không đâu chị, tụi em sẽ cùng đi. Tụi em cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với ông ngoại và dì Lan. Tôi cũng thật sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong nhà của mình. Nếu như tôi không làm á, thì chị Thạch Thảo và Luli chắc chắn cũng sẽ không làm nổi đâu. Đúng rồi, như anh chị muốn hỏi lại lần nữa, chúng ta sẽ tới đó và hỏi về mẹ và ông ngoại chị à? Không, chúng ta sẽ tới đó và không cho một ai biết hết. Tôi muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra trong nhà bằng bất cứ giá nào. Tôi muốn giải quyết hết tất cả những khúc mắc ở trong lòng của mình. Bạn cơm tối đi. Tôi không ăn đâu, mang ra ngoài đi. Nếu mà bà nghĩ sẽ giải quyết được tất cả mọi việc bằng cách nhịn ăn thì bà làm to rồi. Bà chỉ có bị thiệt thôi. Cô Mỹ, nói cho tôi biết đi, ba tôi có sao không hả? Bà nghĩ ổng sao? Ổng đang rất ổn, rất khỏe mạnh. Thậm chí ổng còn tỏ ra thích thú khi sống dưới nhà nữa kìa. Tôi không thể nào tin cô cho đến khi tôi được gặp ba tôi và nói chuyện với ông ấy. Ba tôi đang ở đâu hả? Tốt nhất bà ở yên trong này đi. Lỡ bảo vệ phát hiện và bắt tụi mình thì sao? Nếu cậu thấy ngại á, thì ra xe ngồi đợi đi. Tôi không có ngại, nhưng không thể hoạt động liều lĩnh như vậy được. Không đời nào tôi để chị BNK vô đó một mình cả. Anh nói nhỏ thôi. Vô đi em. Xin lỗi mọi người, công việc nhiều quá giờ trễ. Đồ cơm nè. Rửa mặt rồi ăn cơm đi em. Dạ. Có chuyện gì hả? Đâu có gì đâu, tại công việc nhiều quá, họp hết người này tới người khác, họp hoài em thấy xong luôn. Đã vậy Đỗ Quyên không ở bên cạnh nữa chứ. Nó không thể thiếu với em từ khi nào vậy? Từ rất lâu rồi. Ủa mà Đỗ Quyên đâu? Đỗ Quyên hả? Đỗ Quyên Yên Khê nè, với cậu Diệp tới rủ đi chơi rồi. Vậy cũng tốt. Nhưng mà thiệt tình, đi chơi cũng không nói còn tiếng nào hết. Đứa người hả, ganh tị rồi lấy hờn kìa. Đi chơi nói làm chi? Ganh cái gì đâu. Ăn cơm mà mất cổ rồi. Thôi ăn cơm đi. Cục cơm nữa cứng nữa ta. Sao không thấy bảo vệ đâu hết vậy? Có chó không? Có, nhưng mà không sao đâu, chúng quen hơi của tôi rồi. Nhưng mà chúng đâu có quen tôi. Nó cũng đâu có quen em. Nhưng mà anh đừng có lo, đã có chị Đỗ Quyên rồi. Nè, bà đừng có tìm cách mà bỏ trốn nha. Hôm nay anh Phát bận đi tiếp khách rồi, hiểu chưa? Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Tôi hết chịu nổi rồi. Tôi muốn gặp ba tôi. Bà có biết là thằng Phát á, nó sẽ nổi điên lên nếu biết được là ai phá đám nó đang đánh bạc, hiểu chưa? Cô Dung, tôi xin cô mà, cho tôi gặp ba tôi một chút đi, chỉ một chút thôi. Cô có thể đi theo tôi kia mà. Tôi biết giờ này ba tôi rất cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi xin cô mà. Được rồi, tôi sẽ cho bà gặp ông già, nhưng chỉ từ xa thôi, để bà thấy là ông ta không nổi điên như bà nghĩ.
Và bây giờ ông ta đang nhậu nhẹt vui vẻ lắm. Có phải ngoại chị kia không? Đúng rồi. Ủa, mà sao ngoại tôi lại nói chuyện và uống rượu với bọn họ vậy ta? Họ đang mở tiệc. Rất là đông người. Ê, thử nhìn hộ tôi coi, có ai quen trong đám khách đó không? Ở vị trí này thì không thể nhìn rõ mặt, nhưng mà nếu mà tiến lại gần thì sẽ bị phát hiện đó. Thôi, xem vậy cũng đủ rồi. Về thôi, coi chừng bị lộ đó. Bây giờ chị đã hết nghi ngờ chưa? Chị có muốn tìm hiểu thêm gì nữa không? Chị nghĩ sao về chuyện này? Quả thật rất khó để chị cảm nhận được mọi việc vẫn ổn. Nhưng những gì xảy ra vừa rồi không có một chút gì khiến cho chị nghi ngờ cả. Không lẽ mọi việc ở nhà vẫn rất tốt sao? Ba, con có lỗi với ba. Chuyện em vừa kể có đúng không vậy? Chị Đỗ Quyên chưa kể gì với chị hết hả? Có nói rồi, nhưng mà tại hồi sáng có mặt mấy anh ở đó nên không có nói chi tiết. Thú thật là em thật sự không hiểu về sự lo lắng của các chị. Ông ngoại và mẹ chị vẫn yên ổn và hạnh phúc. Bữa tiệc tối qua em thấy họ rất vui. Nhưng mà buổi tiệc đó thật sự là sao? Sao tụi em biết được? Chắc là bữa tiệc mời khách bình thường thôi. Em thấy ông ngoại cũng tham gia, ngồi uống rượu với mọi người nữa. Nếu mà ngoại chấp nhận vui vẻ cùng họ, như vậy mình cũng không có gì đáng lo ngại lắm đâu chị. Chắc là ngoại không còn cách nào khác, thà chấp nhận sống với họ cho yên ổn thôi. Hay là chị em mình đang lo lắng thái quá đó? Chứ em thấy là bây giờ mẹ với ngoại vẫn đang có cuộc sống vui vẻ bình thường, đúng không? Đúng rồi. Có lẽ em nói đúng. Chắc là tụi mình nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Hình như chỉ có chị em mình lo lắng thôi. Chị Đỗ Quyên cũng đã chấp nhận rồi. Tối qua chị ấy đi chơi với tụi em rất là vui vẻ. Đúng đấy chị. Cứ nhìn chị Đỗ Quyên sáng nay thì biết. Chưa bao giờ em thấy chị vui như vậy. Ê. Dạ. Tao tưởng tụi bay đi rồi chờ gì nữa. Dạ tụi em coi các anh còn có chuyện gì nữa không. Thôi được rồi, đi đi. Hết việc rồi. Mà tụi bay đi về nhà hay đâu? Dạ chắc tụi em ra thăm mẹ tụi em. Với lại chắc tối nay ngủ lại thành phố luôn. Vậy thì đi sớm sớm đi, rồi tranh thủ chơi cuối tuần rồi lên làm tiếp, thấy không? Dạ. Hy vọng là Thiếm Vi sẽ sớm khỏe lại. Nè, cho anh em tụi tôi gửi lời hỏi thăm Thiếm nha. Dạ, cảm ơn hai anh. Chúc hai anh cuối tuần vui vẻ. Dạ, đi. Tụi em đi. Chuyện rất trúng đầu rồi mày. Cái tàu này 10 ngày để giao đó nha. Trời ơi, bà muốn cái gì đây? Bà đừng làm phiền tôi nữa. Sao ông không ngồi vậy? Bộ không có ai tới thăm ông hết đó hả? Trời ơi, đừng có làm phiền tôi nữa. Bà làm phiền tôi á, tôi sẽ liễn cho người bà bất cứ thứ gì tôi chụp được đó. Bà đừng có trách đó. Bộ ông tưởng tôi sợ hả? Nè, ông đã làm gì với bà bạn của tôi? Bà đã từng ở đây, chắc chắn ông phải biết bà chứ.
Thiệt là mai ba cũng vô đây. Con tưởng ba quên mẹ rồi chứ. Ba là vợ tao sao tao quên được mày? Ba đem Hoa vô đây để thăm mẹ đó hả? Hay là đem vô đây để mà thăm cái mộ mẹ? Nè nè nè, hình như hai đứa tụi bay muốn kiếm chuyện với tao hay sao á hả? Con cũng thấy hơi lạ. Ba cứ diễn kịch hoài à. Tụi con biết hết tất cả mọi chi tiết rồi, không cần ở nhà. Tụi con vẫn biết ba đang làm gì mà. Tụi con còn biết ba còn đem cô Liên về nhà ở chung nữa đúng không? Tao không hiểu tụi bay đang nói chuyện vớ vẩn cái gì. Không phải là tao đang sống với cô ta. Đơn giản là tao đang cần thuê người làm. Còn cô ta tối về ngủ dành riêng cho phòng cho người giúp việc. Làm sao tao vừa coi quán mà vừa coi nhà được hả? Ba cần người giúp việc, giúp chuyện mua bán hay là giúp ba làm chuyện khác? Mày im cái miệng mày đi nha. Mày còn nói nữa tao tuốt lưỡi mày nha. Tao không muốn gây sự ở trong đây nha mày. Ba vốn dĩ là người như vậy mà. Con nói cho ba biết, những người trong chợ họ đang bêu ríu ba, nói xấu những việc làm của ba đó. Tao không cần biết mấy con mẹ nhiều chuyện nói gì. Họ ganh tị nói thôi. Còn tụi bay, con tao mà tụi bay nghe lời người ngoài đường hả? Ganh tị hả? Người ta chế giễu ba thì đúng hơn. Người ta nói á, cô ta sẽ lấy hết tiền và đuổi ba ra khỏi nhà. Mày im đi ông. Ba làm cái gì vậy? Ba giận mặt tụi con đó hả? Ba cư xử tử tế lại đi. Cũng tại tụi bay thôi. Tụi bay sỉ nhục ba tụi bay quá mà. Tại tụi bay mà tao phải đối xử với bông hoa lại vậy đó. Chuyện gì? Mẹ. Ơ mẹ. À, ông. Ông còn nhớ đường tới đây nữa hả? Tôi tưởng ông quên tôi luôn rồi chứ. Đâu có. Tại quán tôi phải coi rồi bán hàng. Hôm nay tôi lại là tôi tới thăm ba liền nè. Đây đây đây, tôi đem tới cho bà cái khăn nè. Tôi biết bà lạnh cho nên đem theo cho bà đó. Ông làm tôi cảm động quá. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng gì? Tụi con lo lắng cho ông ngoại và mẹ cũng là bình thường mà vú. Nhưng có lẽ sự lo lắng thái quá đã làm cho tụi con cư xử không phải. Nếu như không biết chắc chắn được hai người được yên ổn thì tụi con sẽ còn mất ăn mất ngủ. Vú hiểu mà. Về phần làm con á, thì tụi con làm như vậy rất là tốt rồi. Nhưng mà theo dõi mẹ như vậy thì không nên, đúng không? Dù sao thì vú thấy tụi con đánh tan được sự nghi ngờ rồi. Thôi thì chấp nhận một lần đi để sống cho được yên ổn con à. Có lẽ cái sai của tụi con là đã bị kịch hóa mọi chuyện, nhất là mối quan hệ của mẹ và anh Phát. Nhưng mà còn chuyện của ông ngoại, con vẫn thấy sao đó. Kỳ lạ thiệt đó vú. Không có giống với ngoại chút nào hết. Chị Thảo, chị Thảo, chị Thảo. Lẹ lên, lẹ lên. Cái gì anh vậy? Anh Hải bị tai nạn ở ngoài xưởng kìa. Cái ôi gì? Trời ơi. Chú gọi Sơn Hải giùm con nha. Ừ. Trời đất ơi, con có chuyện gì vậy? Dung, đứng lại, Dung. Em có biết em ra đây là tự đặt mình vào tư thế nguy hiểm không? Cho dù trong giờ phút nguy hiểm nhất thì em vẫn không ở yên một chỗ. Cứ để họ bắt em đi, rồi mọi chuyện kết thúc. Anh biết là em muốn ra ngoài để hít thở không khí. Nhưng em làm như vậy có chuyện gì nghiêm trọng, làm sao anh có thể báo được cho em? Em nghĩ là không có chuyện gì nghiêm trọng, nhất là trong lúc này. Nhưng em cũng đừng có lang thang ở đây. Em biết là nhà thằng Hải ở bên cạnh mà. Em muốn xem là họ đang làm cái gì. Và trong giây phút họ không để ý thì em sẽ ra tay giết từng tên một, nhất là thằng Hải. Em vẫn mong giết nó như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Nếu mà em không mong giết nó đó thì em đâu có ở đây, ở trong căn nhà này. Em đã đi xa rồi anh à. Em mong giết hắn lắm. Giết xong em sẽ đi. Vì vậy em cần tiền, rất nhiều tiền. Em nghĩ là anh có thể chia sẻ nó cho em sao? Em không nghĩ mà là chắc chắn. Sau khi anh bán nơi này, anh sẽ chia tiền cho em. Có thể sẽ mất thời gian khá lâu để bán được nó. Mọi chuyện không dễ dàng như em muốn được. Thì bà Lan rất ngoan cố. Em nghĩ là anh nên làm nhanh đi. Anh cũng cần phải bỏ trốn ra khỏi nơi này. Mọi việc á sẽ rối tung lên nếu như á anh còn ở đây. Anh hiểu chứ? Thôi,
Bây giờ đi vào trong đã. Em đã nói với anh rồi. Vậy mà anh cứ leo nè. Đau đêm coi coi. Đưa anh vô bệnh viện đi. Còn bị đau chỗ nào đúng không anh? Chỗ này thôi à, chắc phải đưa bệnh viện qua đâu quá chịu hết rồi. Trời ơi. Thôi đi, đi, đi ra lấy xe cho. Nhanh đi. Đếp em đừng có đụng vô nữa. Đỡ đỡ anh đứng dậy cái. Bà chủ ơi. Bà chủ. Trời ơi bà chủ đâu rồi? Anh không. Cái gì? Anh có thấy bà chủ đâu không? Sao cô lại hỏi tôi? Chứ bộ bà không có ở trong phòng ngủ sao? Không, không có ai ở trọng hết á. Cô làm ăn cái kiểu gì kỳ vậy? Hay là bà đi kiếm ông già kia rồi? Một người mà cũng không xong nữa. Có lẽ tôi phải nhắc cho cô nhớ, tụi tôi được thuê không phải để làm bảo vệ. Tụi tôi còn rất nhiều việc phải làm ở trong căn nhà này. Làm sao tụi tôi có đủ thời gian để canh chừng bà ta suốt ngày được? Đúng vậy. Mấy người làm đều bị sa thải hết. Tôi với anh Công phải lo giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp. Nhất là anh Phát là có quá nhiều khách. Đêm hôm khuya khoắt mà tụi tôi phải thức dậy để lo phục vụ ăn uống cho họ nữa. Làm sao tụi tôi còn đủ thời gian? Được rồi, tôi không muốn nghe thêm cái gì nữa. Nhưng mà tụi tôi phải nói để mọi người hiểu. Không thôi nói tụi tôi là vô trách nhiệm. Được rồi. Đã nói được rồi. Mà sao còn nhiều chuyện quá vậy hả? Anh không thể sai khiến được bọn họ hả? Họ nói đúng đấy. Chúng ta đã bắt họ làm việc gấp 2, gấp 3 lần rồi. Cô còn muốn gì nữa? Còn bây giờ bà Lan xử lý thì sao? Chứ để bà biết ra sự thật á là làm tụi mình phát điên lên đó. Giá như bà Lan biết được chuyện này ngay sau khi ký đống giấy tờ mình cần thì tốt. Bây giờ làm thế nào để có thể bán được khu biệt thự này đây? Mọi chuyện không thể dừng lại được, bởi vì chúng ta đang cần tiền.
chúng ta cần đi thật xa. Càng xa, càng nhanh càng tốt. Anh phải nghĩ cách đối phó với bà Lan đi. Tôi chưa nghĩ được cách gì cả. Bây giờ bà ta đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta đây này. Chắc phải nhờ cậu An giúp thôi. Cuối cùng á, anh muốn được tôi bảo vệ ai? Bạn của anh hay là cô ta? Cậu Phát là chính, nhưng chúng mày vẫn phải hợp tác với cô ta. À, quá ra vậy anh Phát cũng lắm kẻ thù à. Cũng đủ để cho chúng mày phải bảo vệ. Kẻ thù chính của cậu Phát là anh em nhà thằng Hà. Chuyện đó anh không phải lo, để tụi tôi xử lý cho. Vì danh dự, tụi tôi hứa với anh á là tụi tôi sẽ xóa sổ anh em nhà Hà. Ồ, mà anh định khi nào đi? Để tối nay tao đưa bọn mày đến đó, có được không? Được, bất cứ lúc nào, miễn anh cần là có. Bây giờ bọn mày ra ngoài kia đợi tao một chút. Tao sẽ ra đó liền. Đi đi, tụi tao ứng cho trước một ít. Thôi anh Hải không sao đâu, chị về nghỉ ngơi đi, em thấy ổn rồi đó. Chị sẽ ở lại đây với ảnh, đừng bắt chị phải về. Nhưng mà anh hai kêu hai đứa em đưa chị về, anh phẫu thuật xong rồi không sao đâu. Chị ở lại đây cũng đâu giúp được gì đâu, có y tá đồ rồi, không lẽ chị sợ ảnh bị bắt cóc? Nhưng mà ảnh sẽ ngại ngùng với người lạ, có chị chăm sóc ảnh vẫn hơn. Ừ, nhưng mà bữa nay chị không mang theo đồ, sao ở lại được. Với lại bé Sơn Hải ở nhà không ai chăm sóc hết á. Thôi bữa nay về đi rồi bữa khác ở lại. Chị rất lo cho ảnh, không có nghe bác sĩ nói gì hết. Anh phải nằm lại đây bao lâu vậy? Ừ, hình như là 5-7 ngày gì đó. Bác sĩ nói là cần phải chụp X quang sau khi phẫu thuật để mà theo dõi tình hình. Mày đâu à? Em chạy qua nhà bà Lan coi tình hình sao. Giờ đi. Chị cũng muốn ghé qua thăm mẹ chị và ông ngoại. Thôi chị ơi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Tôi muốn gặp ba tôi. Các người đã làm gì? Ba tôi hả? Ông ấy vẫn ổn, bà đừng có lo. Bà đừng có nghĩ xấu như vậy. Không, tôi đã thấy quần áo của ba tôi có người mặc. Rồi chiếc xa lan của ba tôi cũng bị các người vứt chổng trơ. Các người đã lừa gạt tôi để tôi nghĩ rằng ba tôi còn ổn phải không? Bà bình tĩnh lại đi. Các người đã làm gì ba tôi? Mở cửa ra, các người đã làm gì ba tôi hả? Bà cứ la hét như thế thì làm sao tôi giải thích được với bà. Ông ta đã lợi dụng lúc không ai quan tâm để uống rượu triền miên đấy. Cái gì? Ba tôi biết uống rượu, nhưng mà ba tôi không phải là người nghiện rượu. Bà đừng có tự lừa dối bản thân mình như thế. Ông ta nghiện rượu hết thuốc chữa rồi. Đã có lần ông ta uống rượu đến mức ngộ độc còn gì. Không, không có chuyện đó mà. Không có chuyện đó, mở cửa ra. Đó là sự thật. Bà muốn nghe sự thật thì tôi đang nói điều đó đấy. Anh đã làm gì ba tôi? Anh đã làm gì ba tôi hả? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác là đưa ông ấy vào bệnh viện. Ông ấy cũng đang hồi phục rồi. Nếu sự thật như vậy, tại sao các người phải lừa dối tôi để tôi tin rằng ba tôi còn ổn? Chỉ vì tôi không muốn làm điều gì cho bà lo lắng và đau khổ thôi. Bà trách tôi vì tôi làm điều đó sao? Tôi muốn gặp ba tôi. Tôi muốn gặp ba tôi. Rất tiếc, hiện giờ điều đó là không được, vì ông ấy đang không được tiếp khách. Nếu như tôi không được gặp ba tôi thì làm sao tôi tin được tất cả những điều anh nói là đúng hả? Bà không tin thì là chuyện của bà. Anh không vô can đâu. Tôi sẽ tố cáo anh. Tôi sẽ báo công an đó. Bà đừng có hoang tưởng như vậy. Bây giờ bà ra khỏi đây bằng cách nào? Thôi, chúng ta sẽ nói chuyện ngay sau khi bà bình tĩnh trở lại. Không, anh đừng có đi. Anh đứng lại đó, anh phải cho tôi biết ba tôi đang ở đâu. Ba tôi đang bị cái gì hả? Anh không được đi. Tôi nói rồi, tôi không còn điều gì để nói với bà nữa hết. Anh đứng lại, anh là đồ khốn nạn. Đứng lại, đứng lại. Tôi cảnh báo bà, nếu bà mà còn mất bình tĩnh như thế, tôi sẽ vào đánh bà đấy. Anh vô đây đi, anh vào đây đi. Anh vào đây đánh tôi nè. Nhưng mà phải trả lời cho tôi biết ba tôi đang ở đâu. Ba tôi bị gì hả? Anh đâu rồi?
Tối nay khó dỗ ghê vậy đó. Chắc nó có linh cảm điều gì xảy ra với cậu Hải đó. Con nít nó có giác quan thứ 6, nó có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra với ba mẹ nó. Con ơi, hôm nay ba không có ở nhà, hai mẹ con mình ngủ với nhau nha. Cậu Hải sẽ sớm bình phục thôi phải không cô? Anh sẽ sớm bình phục thôi. Nhưng mà anh sợ lại bệnh viện một mình nên cứ kêu em ở lại thêm chút nữa. Nhưng mà khi biết Sơn Hải mong mẹ về cho nên ảnh kêu em phải về sớm. Thôi cô đi ngủ đi, cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Cũng may là bà chủ với cụ Tính cũng an ổn. Nhờ vậy mà em mới an tâm chăm sóc cho anh Hải và thằng cu này nè. Thôi cô nghỉ ngơi đi nha. Dạ. Bà Lan bà sao rồi? Bà ta như điên, không chịu nghe lời anh gì cả. Vậy có cần đưa đi bác sĩ không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng chắc chúng ta phải chuyển bà ta một chỗ khác. Chỗ khác là chỗ nào? Ây à, thời gian gần đây á, sao mà tất cả mọi người đều thay đổi, từ bạn bè thân cho đến người trong gia đình. Thiệt là buồn dễ sợ vậy đó. Mẹ, con đưa ba ra ngoài đi dạo nha. Ba muốn được đi ra ngoài. Không, Yên Khê, mẹ muốn nói chuyện riêng với con. Dạ. Chị Măng. Dạ. Chị đưa ba ra ngoài trước giùm em. Dạ. Ba ra ngoài với chị Măng trước nha. Ông chủ, đi, đi ra ngoài với con. Ha, đi. Rồi, đi, đi. Có chuyện gì mẹ nói đi. Cuộc sống trong gia đình này gần đây bớt vui rồi. Mọi người đều thay đổi. Con á thì càng ngày càng xa rời mẹ. Cách đây mấy ngày á, mẹ có nói chuyện với bác Dũng. Bác ấy khuyên rằng mẹ nên qua bển để sống cùng gia đình với bác ấy. Mẹ à, nếu mẹ nghĩ đó là điều tốt nhất cho ba mẹ. Chắc chắn là tốt hơn rồi. Nếu như có con đi cùng, mẹ cần con để thừa kế gia tài, chứ không phải là cái thằng Bình mập ú mà lại không có làm nên tích sự gì. Mẹ, mẹ có thể để lại tài sản của mẹ cho bất cứ ai mà mẹ muốn. Mẹ biết là con không quan tâm tới điều đó mà. Con sẽ không làm bất cứ điều gì vì tài sản của mẹ. Con, vì con không thích điều đó. Con có thể nào mà nghĩ về cha mẹ già một chút xíu được không? Con không thể nào để cho mấy người đó tự sống một mình ở đây được à? Cô Yên Khê, ông chủ kêu. Chị đợi tôi một chút. Dạ. Chuyện này mẹ con mình sẽ nói sau nha. Cứ tưởng thoát khỏi ông già và đám con gái nặc nô kia thì sẽ rảnh nợ. Ai ngờ đâu ngày càng rối tung lên. Cô nói đúng. Bây giờ tụi nó bắt mình làm việc gấp đôi. Chán nhất là suốt ngày tụi mình phải chịu sự đàn áp của cặp tình nhân kia. Mà tôi không thích cái cách đối xử của họ với lại bà chủ. Ác ác làm sao á. Mặc dù tôi không ưa bà, nhưng mà họ đối xử như vậy là chịu hết nổi rồi. Tôi cũng không thích nữa. Còn chuyện ông già nữa, họ đưa ổng vô bệnh viện tâm thần, lỡ ông khai báo với cảnh sát, rồi cảnh sát tới đây, tụi mình có thoát được không? Ông già không biết gì đâu. Điều tôi sợ nhất là con Dung. Nó là tội phạm đang bị truy nã. Cái nơi này bây giờ giống như địa ngục sắp nổ tung vậy. Tôi sợ lắm rồi. Phải cảnh giác thôi. Không thể để xảy ra chuyện giống như ở nhà bà Tuyết được. Đúng vậy. Giờ mình phải tranh thủ vớt vát được chút nào hay chút đó, như là đồ trang sức chẳng hạn. Rồi sau đó biến khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Thôi, cô ra tiếp tục làm việc đi, để tụi nó nghi ngờ đó. Tôi không ngờ cậu lại đẩy sự việc đi quá xa như vậy. Chuyện mà cậu vừa kể là hết sức nghiêm trọng, cậu biết không? Đã lỡ rồi, bây giờ tôi cũng cảm thấy ngột ngạt và gò bó đối với bốn bức tường. Tôi muốn thoát ra ngoài.
để có thể nhìn thấy mọi người, nhìn thấy những gương mặt khác nhau nữa. Đôi khi cái lồng ngực của tôi cảm giác như vỡ tung ra vậy. Cậu không thể kiểm soát được tất cả mọi chuyện. Cậu đã chiếm toàn bộ cơ ngơi đó, đẩy ông cụ Tín vào nhà thương điên, rồi lại nhốt bà Lan lại. Tất cả những chuyện này nghĩa là sao? Cậu nói khẽ thôi, ở đây nhiều người nghe được đấy. Cậu có thấy rằng cậu đối xử với bà Lan như vậy là hết sức quá đáng không? Cậu định làm gì bà ấy? Định giết bà ta khi có cơ hội à? Tôi giới thiệu cho cậu, thằng Kỳ và thằng Niệm không phải để chúng nó làm việc này. Không, tôi không định giết ai cả. Tôi cũng không phải là kẻ giết người. Tôi chỉ nhốt bà ta để cho bà ta đừng có làm những việc điên khùng thôi. Thế cậu thử nói xem, ông cụ Tín thì bị đẩy vào nhà thương điên, còn bà Lan thì cậu nhốt lại. Cậu và cô Dung đang định làm chuyện gì vậy hả? Cậu có biết là cậu trong tình trạng hết sức nguy hiểm không? Lỡ ai mà phát hiện ra thì cậu chết chắc. Tôi có nhiều người giúp đỡ mà. Ai? Ai giúp đỡ cậu? Những người làm à? Hay thằng Kỳ và thằng Niệm? Kể cả hai thằng đó thì cậu cũng không nên tin, bởi vì sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ phản bội cậu. Cậu khuyên tôi bây giờ nên làm gì? Cậu hãy trở về nhà, gom hết tiền rồi biến đi càng nhanh càng tốt. Hãy đi một nơi thật xa mà không ai có thể tìm thấy cậu. Tôi biết là tôi sẽ rất buồn vì mất một người bạn như cậu, nhưng như thế còn hơn là nhìn thấy cậu sẽ kết thúc cuộc đời sau song sắt, cậu hiểu chưa? Nhưng tôi thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Tôi muốn ở lại để trả ơn những gì cậu đã làm cho tôi. Cậu không nợ gì tôi hết. Cậu là bạn tôi. Là bạn thì đừng nói đến ân nghĩa. Cậu nghe tôi, hãy về nhà chuẩn bị và đi khỏi đây đi.